Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Văn Tùng, và ngày hôm nay thì mình sẽ làm một clip nói về một con tướng mới ra cho Liên Minh, đó chính là con Quen. Trong những ngày vừa qua thì các bạn yêu cầu mình làm rất là nhiều về con bài này, tuy nhiên thì mình chưa tìm được một nhân vật phù hợp để làm. Ngày hôm nay thì nhân vật phù hợp đã xuất hiện, đó chính là The Shy. Trong những ngày vừa qua thì The Shy spam con này rất nhiều ở tại máy chủ xếp hạng đơn Hàn Quốc với một cái tỷ lệ thắng cũng rất cao, lên tới 72%. Và để xem là cái cách dùng Quen của The Shy nó có gì đặc biệt, từ lối build đồ cho đến lối cộng ngọc cho đến lối cộng điểm, và cách xử lý ở những cấp độ đầu của con Quen trong dạng đi đường nó sẽ ra như thế nào. Đặc biệt là game đấu mình sẽ theo dõi ngay sau đây sẽ là một game đấu rất là hay của The Shy đối đầu cùng với một vị tướng đấu sĩ đường trên rất mạnh, đó là con Lee Sin, và đặc biệt nó trong tay của Nuguri nữa. Nếu mà các bạn đang theo dõi video và thấy hay thì đừng quên để lại một like cho video, một subscribe cho kênh YouTube của Văn Tùng nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với game đấu để xem con Quen của The Shy sẽ thể hiện như thế nào. Ok, và chúng ta sẽ cùng đến với một cái game đấu mình sẽ minh họa về sức mạnh của Quen cho tay đối xài ở những cấp độ đầu trong kèo đấu với Lee Sin của Nuguri. Lee Sin là một vị tướng đấu sĩ rất mạnh ở giai đoạn đầu trận và đang là một cái hot pick, và tôi nghĩ là nó sẽ vẫn là hot pick ở trong các phiên bản sắp tới. Tuy nhiên, nó vẫn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu cùng với Quen. Về ngọc thì các bạn đang xem đang có một vài những cái điểm ngọc mà các bạn cần phải chú ý. Đầu tiên là bắt buộc phải mang theo chinh phục, hiện diện trí tuệ và chốt chặn cuối cùng. Điểm ngọc huyền thoại tốc độ đánh bạn có thể thay bằng huyền thoại kháng hiệu ứng nếu đội hình đối phương có nhiều CC, bạn cần giảm CC. Cái thứ hai là ở nhánh phụ thì các bạn mang theo giáp cốt hoặc là có thể là ngọn gió thứ hai trong kèo đấu mà các bạn gặp nhiều vị tướng cấu rỉa khó chịu tầm xa như Zay, Kennen hay là Vayne chẳng hạn. Điểm lan tràn này bạn có thể đổi ngay lập tức thành cái kiên cường để lấy kháng hiệu ứng sớm khi đối đầu cùng với các vị tướng có CC sớm, chẳng hạn như Sett hay Rhea. Còn Lee Sin không có kháng hiệu ứng sớm thì điều quyết định được sai là mang theo một cái lan tràn ở đây. Cấp độ 1 nâng E và E reset đòn đánh tay, đánh tay trả lại liên tục đến từ The Shy với tốc độ đánh là cực kỳ cao, lên tới hơn 1 chấm với kỹ năng E. Nó lên tới hơn 1 chấm tốc độ đánh nha các bạn. Ngọc phụ thì mang theo tốc độ đánh cộng thêm sát thương thích ứng và giáp khi đối đầu cùng với Lee Sin nha anh em. Bên phía bên kia thì Lee Sin của Nuguri mang theo đó là sát thương thích ứng và kháng phép. Kháng phép nha các bạn. Lợi điểm của con Quen ở cấp độ 1 là kỹ năng E này là một kỹ năng quá bá đạo. Solo kill đã có rồi. Đây là một pha solo kill xuất phát từ nhiều yếu tố, mình sẽ có thể phân tích cho các bạn thêm về cái lý do một pha solo kill được diễn ra sớm đến như vậy mà không cần thiêu đốt. Đầu tiên, việc nâng E ở cấp độ 1 cộng với lối build đồ khởi đầu là kiếm Doran cộng với một bình máu, thì kiếm Doran sẽ biến sát thương tay của Quen thành 76 sát thương tay, và nó là lượng sát thương tay rất là lớn ở giai đoạn đầu trận, và nó khiến cho Quen sở hữu sát thương đầu trận sẽ là sát thương vật lý là chủ yếu. Nó sẽ có một chút sát thương phép cộng thêm đến từ kỹ năng E này. Tuy nhiên thì kỹ năng E này nó có cái điểm lợi điểm ở đây, đó chính là việc tăng tốc độ đánh cộng với stack chinh phục rất là nhanh, và nó có thêm sát thương cộng thêm một chút xíu cộng với điểm đặc biệt cộng tầm đánh lên tới 100 tầm đánh cộng thêm. Tức là hiện tại đang là 150, khi kích E nó sẽ là 250. Nó là tầm đánh rất dài so với các đấu sĩ nha các bạn, và đây là lợi điểm mà bạn có thể tận dụng để có thể thả diều và lấy lợi thế trong những tình huống đánh tay đôi ở những cấp độ đầu. Với tốc độ đánh cao, bạn có thể hit and run liên tục và tạo ra một cái pha trao đổi chiêu thức rất là khó chịu cho các đấu sĩ tay ngắn như Rhea, như Lee Sin, như Sett nữa. Thì gần như The Shy đã làm max ping pha vừa rồi, rồi không có gì để chê trách cả. Và cái lợi điểm như mình đã bảo rồi đấy, con Lee Sin này bắt buộc phải mang kháng phép khi đánh với Quen, trong khi đó sát thương đầu ra của Quen ở những cấp độ đầu nó chỉ là sát thương vật lý mà thôi. Và với một pha trao đổi như vậy thì cái kỹ năng E nó nhìn thời gian hồi chiếu là 13 thì có vẻ là lâu đấy, nhưng mà nó đánh tay lên tướng hoặc là đánh tay lên vào lính. Sau khi đánh tay bằng kỹ năng E, bạn sẽ giảm thời gian hồi chiêu đi 50%. Nó chỉ hạn chế khi bạn dùng kỹ năng E để chạy trốn thôi. Còn solo nin nó là kỹ năng rất mạnh. Đánh tay, E reset nó đánh tay. Nó chỉ còn lại có 6.5 giây thôi các bạn. Hồi chiêu cực kỳ nhanh so với các kỹ năng đường đơn của các vị tướng đấu sĩ khác. Ví dụ như Q Rế Tân hay là cái E của Lee Sin nó hồi chiếu rất là lâu, như E Lee Sin cụ thể trong tình huống này nó là 9 giây. Nó lâu hơn rất nhiều so với cái E của con Quen. Và Quen lợi thế điểm trong cái pha này nó chơi trước nữa. Thì với vai trò như một vị tướng tay dài, bạn hãy tận dụng tối đa những cái bụi cỏ như tình huống vừa rồi mà bạn thấy không ạ? Đánh tay một đòn chưa ở bụi cỏ. Đánh tay một đòn chưa ở bụi cỏ. Cứ gọi là nhấp nhả liên tục để né sát thương từ lính nữa các bạn ơi. Cứ nhấp nhả liên tục ở những cái bụi cỏ như vừa rồi, nó giúp cho The Shy có được những cái tình huống hit and run rất là khó chịu.
Và có một điểm đặc biệt là con ba đã nhả được ba cái điện an lạc, giúp được sai hồi máu rất là nhiều để tự tin cho pha Oni này, mà có cả thiêu đốt nữa thì cái áp lực solo Oni ở cấp độ đầu của con que nó rất là lực cao các bạn. Và The Sai có một pha solo kill mà Noguri đã không tính toán được sát thương đấy từ đó đánh tay của The Sai vì mang quá nhiều kháng phép, có 36 kháng phép, à 36 giáp à anh em. Con que nó lên tới 45 giáp ở cấp độ 1. Đây là một chênh lệch chỉ số rất khủng khiếp giữa hai người chơi ở trong cái game này. Các bạn tưởng tượng khi nó kích E lên, tốc độ đánh cao, tích stack chinh phục thì nhanh, mà giáp cơ bản lại còn cao, đam tay cũng to nữa. Lee Sin bên phía bên kia đồng ý nội tại cũng cho Lee Sin tốc độ đánh rất là cao, nhưng không có giáp. Không hề có giáp. Và đó là pha solo kill mà The Sai không cần thiêu đốt nữa các bạn. Sau đó là một tình huống mà Lee Sin của Noguri ra và tung hết skill vào lính rồi. Vừa giờ là một tình huống địa chấn dư chấn vào lính, không có sát thương để The Sai. The Sai thì mất E để né cú địa chấn dư chấn vừa rồi, nhưng mà hồi lại khá là nhanh nhờ đó đánh tay lên lính. Một cú hộ thể vào bản thân nhưng mà hết giáp thì bị cắt. Full sát thương đấy thì kỹ năng Q 4 stack của The Sai bị thiêu đốt cơ trở lại. Bị cắt liên tục, bắt buộc phải hộ thể vào mắt để chạy ạ. Giờ còn tốc biến xử lý như thế nào đây? Tốc biến vẫn phải lên bảng điểm số với đòn đánh tay dứt điểm đến từ The Sai. Lại là một pha solo kill nữa diễn ra ở ngay lần về nhà đầu tiên của Noguri. Với một chênh lệch khủng khiếp đến như thế nhưng vẫn bị solo kill ạ. Đây là một lượng máu chênh lệch rất lớn giữa hai người chơi, chỉ còn 300 máu đến từ The Sai. Bên phía bên kia là 655 máu, tức là hơn đâu đó khoảng chừng 300 máu. Cộng với một bình máu mang theo đến từ Noguri. Cấp độ 2 là ngang nhau. Nhưng Noguri đã bị outplay. Đầu tiên kỹ năng E của Noguri không gây được sát thương do The Sai đã bait rất tốt. Điều thứ hai là kỹ năng E của The Sai hồi sớm hơn so với kỹ năng E của Noguri. Và cái thứ ba, Noguri đã bị mất giáp cốt. Một pha lấy giáp cốt rất tinh ý đến từ The Sai. Mất giáp cốt, mất hộ thể. Chờ hết lớp giáp hộ thể thì đó là một phát cắt Q 4 stack đến từ The Sai. Vẫn còn giáp cốt các bạn thấy không? Còn giáp cốt đến từ The Sai. Và solo Oni thì các bạn thấy sự khó chịu đến từ việc mà có được nhiều sát thương đến từ kỹ năng E. Và cộng với tốc độ đánh rất là cao như thế này, nó đã khiến cho Noguri bị thua đàm và bắt buộc phải hộ thể chạy. Việc hộ thể vào mắt không có giáp là cái thứ nhất. Cái thứ hai hồi chiêu rất lâu, 12 giây. Cái thứ ba là E vẫn chưa thể nào hồi kịp. Còn The Sai thì sắp hồi E rồi. Và pha này thì The Sai tinh ý tới mức mà E vào bụi cỏ nơi mà Noguri đang đứng để thực hiện một đòn đánh tay với tầm đánh là 250. Các bạn tưởng tượng nếu pha này mà The Sai không E vào bụi cỏ mà E không vào bụi cỏ này thì sẽ không có sai để đưa ra đòn đánh tay ngay lập tức. Nó sẽ mất một khoảng thời gian ngắn để The Sai có thể đưa ra lượng sát thương của mình, và lúc đó sẽ là cơ sở để Noguri có thể cò quay bằng cái tốc biến để phản công nếu kỹ năng hồi kịp. Và The Sai thậm chí E thẳng vào bụi cỏ đưa ra đòn đánh tay khiến cho Noguri mặc dù tốc biến nhưng cái tầm đánh đến từ con quen này nó là quá lỗi. Và giúp cho The Sai có một pha solo kill lần thứ hai liên tục sau chỉ ít phút ở khu vực đường trên. Sau hai level cả hai đều Onin với nhau và cấp độ là ngang nhau cho những tình huống solo Onin. Nhưng The Sai vẫn là người thắng và có được hai pha solo kill liên tục trước con Lee Sin của Noguri. Các bạn thấy được sự khó chịu đến từ quen chưa ạ? Đây là một game đấu đặc biệt khi mà The Sai rất là xanh ở lần ra đường đầu tiên. Và điều đó khiến cho cái lối lên đồ của The Sai thì nó có đôi chút khác biệt so với các cái game đấu khác. Theo như tôi check lịch sử đấu cộng với quan sát về cái lối build đồ của The Sai thì lần về nhà đầu tiên, trừ game này nó quá xanh ra, con que này nó quá xanh rồi, thì quyết định của The Sai game này là The Sai sẽ lên một cái quyền trượng ác ma ở lần về nhà đầu tiên vì con quen rất là giàu. Nhưng ở những cái game khác trong những cái điều kiện nó không được lý tưởng như vậy thì The Sai luôn luôn hướng đến một cái nhẫn Doran ở lần ra đường thứ hai. Nhẫn Doran nha các bạn, nó sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều chỉ số có lợi về mặt năng lượng, máu, AP, và nó sẽ chuyển sát thương thích ứng của bạn ở bảng bổ trợ thành sát thương phép. Lúc đó thì đối phương có cộng giáp hay cộng kháng phép gì nó cũng sẽ gặp khó khăn cả mà thôi. Và các bạn thấy được sự khó chịu đến từ quen cho những tình huống trao đổi chiêu thức ngắn hạn chưa? Rất tự tin bước lên chấp toàn bộ đường lính đối phương để thực hiện những đòn đánh tay trao đổi chiêu thức cực kỳ lời. Và áp lực vẫn sẽ luôn luôn còn đến từ con quen này với cái sải tay dài, mà nó sẽ luôn thực hiện những pha EQ như vừa rồi mà không quan tâm nhiều đến vấn đề năng lượng. Và kỹ năng đứt là một kỹ năng mà bạn sẽ có thể gọi là chơi một cách rất là bố đời, không ngại những pha gank đến từ rừng ở đối phương lên khu vực đường trên. Dễ dàng thả diều rút lui bằng E đứt. Thế nên là rừng đối phương cũng không quá mặn mà trong việc lên gank con quen này còn The Sai. Những pha E đứt rất mạo hiểm đến từ The Sai bị trụ hít hơi nhiều ạ. Nhưng mà Noguri cũng mất máu rất là nhiều, The Sai đang cầm đó là 4 stack của con quen. Nếu mà cắt Q giữa tâm là Noguri sẽ chết sau một đòn đánh tay.
Một pha cắt ghi được outplay tốt đến từ Nuguri với cặp mắt hộ thể. Một quyết định đến từ The Side là rút lui, không dám proxy được lính này. Được lính này nó còn khá là nhiều máu nha. Con que này không phải là con proxy lính được nha các bạn. Nó là con cực kỳ khó để proxy lính. Một quyết định của The Side là về. Nuguri sẽ tận dụng được lính để đẩy ngược lại. Đây, nhẫn Doran. Trong những lần về nhà mà bạn lỡ cỡ tiền như thế này thì bạn có thể mua một nhẫn Doran. Nó sẽ bổ sung rất nhiều những chỉ số có lợi dành cho que khu đường trên. Đây là một vị tướng. Xét về chất tướng thì nó sẽ là chất tướng đẩy lẻ ở giai đoạn cuối game, giữa và cuối game, áp lực landing đẩy lẻ một cánh. Nhưng nó có một cái điểm mạnh là khi con này scale về cuối game quá mạnh thì early nó lại không yếu. Early nó lại không bị yếu các bạn. Nếu các bạn tận dụng tốt những điều mà mình vừa kể, làm giống như The Side đã làm, thì cái áp lực đi lane của con que này nó không hề nhỏ nha các bạn ơi. Áp lực đi lane của nó vẫn rất lớn. Và đó là cái nghịch lý ở cái con que này. Tôi nghĩ rằng Riot Games sẽ cần phải nộp kỹ năng E để đi một chút, để tạo một chút sự cân bằng. Vì đây là vị tướng quá khỏe ở những cấp độ đầu, nhưng lại có một cái sức mạnh đầy lẻ cực kỳ bá đạo. Những món trang bị các bạn có thể build để phục vụ cho khâu đầy lẻ bao gồm quyền trợ ác thần, nanh na so, đó là hai món trang bị đầu tiên. Còn món trang bị thứ ba trở đi thì bạn có thể đa dụng nó lên một chút xíu. Bạn có thể hướng đến đồng hồ Cazonia, món trang bị thứ ba để hạn chế sát thương vật lý. Bạn có thể hướng đến di chuyển chiến thuật Banshee để đối đầu cùng với các pháp sư. Hoặc là các bạn có thể vẽ ra cho mình những cái món trang bị nào đó mà các bạn cảm thấy nó phù hợp ở trong cái bối cảnh game đấu của các bạn. Thì đoạn giữa game bạn sẽ đóng vai trò là một đấu sĩ đầy lẻ với khả năng all-in rất mạnh. Điểm đặc trưng của quen ở đoạn giữa game khi đầy lẻ là con bài này hút máu quá ghê. Nội tại của quen là hút máu theo dưỡng sắc thương phép gây ra từ kỹ năng, bao gồm hai kỹ năng R và Q. Chinh phục phun số cũng cho hút máu. Quyền trượng ác thần cũng cho hút máu. Khi ba điều đó kết hợp lại với nhau, quen có một sức hút máu cực kỳ kinh khủng ở đoạn giữa trận mà bạn bắt buộc phải có giảm hồi máu để đối đầu với nó đoạn giữa game. Còn đầu game thì không cần thiết lắm. Đầu game có cũng được mà không có cũng không sao. Vì đầu game nếu các bạn lên giảm hồi máu sớm khi đối đầu với quen, nó sẽ là mất mát rất là lớn về mặt trang bị cho các bạn. Nó sẽ làm chậm các món trang bị thần thoại đi và nó sẽ không phát huy hiệu quả quá cao. Khu vực đường trên đó là pha Onin. The Side lên bảng đếm số trong một tình huống bị solo kill bởi Nuguri do không có được một cái pha đúp hợp lý. Cũng như đó là một tình huống mà bị chủ quan khi đứng trước trụ để có thể Onin với lại The Side, với Nuguri. Trước đó là một tình huống làm chậm đến từ Nuguri trước khi nộ lông cước và trụ hit tới 2 hit. Nếu như pha này trụ chỉ hit 1 hit, tôi nghĩ The Side sẽ lật kèo. Nhưng vì trụ hit tới 2 hit nên The Side đã phải lên bảng đếm số ngay lập tức. Và đây là minh chứng rất là cụ thể cho việc là kèo trên hay kèo dưới bạn vẫn phụ thuộc vào việc bạn xử lý kỹ năng như thế nào. Những cái đầu The Side đã xử lý kỹ năng rất là hoàn hảo, nhưng chỉ một pha xử lý lỗi thôi là Nuguri đã có solo kill ngược lại rồi. Các bạn tưởng tượng không ạ? Kèo trên hay kèo dưới nó vẫn phụ thuộc vào việc bạn xử lý kỹ năng như thế nào với con tướng của bạn. Và đó là những cái điều các bạn cần phải chú ý khi đối đầu hoặc là sử dụng quen ở phiên bản 11.11 này. Và tôi tin đây sẽ là một trong số những cái lựa chọn được sử dụng ở tại các trận đấu chuyên nghiệp. Một pha nỗ lực cước đến từ Nuguri khép lại video của Văn Tùng với một pha solo kill The Side ngược trở lại. Sau khi tận dụng được điểm yếu của quen là không có tốc biến và cũng là một vị tướng sử dụng kỹ năng lỗi cũng sẽ thua. Sử dụng kỹ năng lỗi cũng sẽ thua được các bạn. Kèo đấu trên hay kèo đấu dưới các bạn nên nhớ sử dụng kỹ năng hợp lý là sẽ có thể tận dụng tối đa chất tướng. Nếu các bạn sử dụng kỹ năng không hợp lý, các bạn sẽ thua cả những kèo mà bạn nghĩ là mình sẽ thắng. Ví dụ như pha này, Nuguri nghĩ rằng mình sẽ sống, nhưng thực ra là không. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Và đừng quên để lại một like và subscribe cho video của Văn Tùng nếu các bạn thấy hay nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.